UAV đã khiến chiến trường Ukraine thực sự thay đổi. Hình ảnh từ chiến trường cho thấy chiến thuật của Ukraine nhằm khiến các UAV giá rẻ có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho những thiết giáp trị giá hàng triệu đô la Mỹ của Nga. Với một lực lượng quân sự yếu hơn, UAV chính là phao cứu sinh giúp họ có thể chơi sòng phẳng với đối phương mạnh hơn mình nhiều lần. Trong khi đó, trên chiến trường, các chuyên gia nhận định rằng Nga dù giành được thành trì chiến lược Mirinka ở Donetsk, nhưng việc dồn quá nhiều nguồn lực vào khu vực này có thể ảnh hưởng tới chiến thuật của Moscow về dài hạn. Và ngay sau đây, không dài dòng thêm nữa, Thế giới tiểu điểm sẽ cùng đồng hành với quý vị trong những bản tin hấp dẫn này. Theo Forbes, trước đây, việc phá hủy xe tăng bằng vũ khí chống thiết giáp hạng nhẹ thường cần đến may mắn cũng như kỹ năng. Những người điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất FPV phải đối mặt với thách thức tương tự như những người lính bộ binh bắn vũ khí vắt vai vào xe tăng. Việc phá hủy một chiếc xe tăng hạng nặng bằng đầu đạn hạt nhẹ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại trên chiến trường cho thấy Ukraine dường như đã tìm ra cách để sử dụng các UAV trị giá vài trăm tới vài nghìn đô la Mỹ để gây thiệt hại nặng nề cho các xe tăng trị giá hàng triệu đô la Mỹ của Nga, đôi khi khiến chúng cháy dữ dội như cầu lửa. Theo đó, Ukraine đã phát hiện ra điểm yếu của xe tăng Nga nằm ở phía sau tháp pháo và tìm cách nhằm mục tiêu tấn công. UAV FPV của Ukraine thường mang đầu đạn chống tăng RBG để thả xuống xe tăng. Một trong những loại phổ biến nhất là BG-7V lần đầu xuất hiện vào năm 1961. BG-7V nặng khoảng 1,36 kg, nhỏ hơn với tiêu chuẩn của đạn chống tăng. Ví dụ, đầu đạn của tên lửa NLAW vào khoảng 1,8 kg, trong khi đầu đạn Javelin nặng 8,6 kg. Vũ khí chống tăng truyền thống thường sử dụng đầu đạn lớn để tăng cường khả năng xuyên giáp và sát thương phía sau lớp giáp. Nguyên lý sẽ là đầu đạn xuyên sâu vào bên trong rồi phát nổ gây thiệt hại tối đa cho mục tiêu. Đầu đạn BG-7V cơ bản sẽ xuyên thủng được lớp giáp thép dày khoảng 25,4 cm. Con số này nghe có vẻ lớn, nhưng T-72, loại xe tăng phổ biến nhất của Nga, có lớp giáp dày khoảng 38,1 cm ở phía trước tháp pháo và khoảng 50,8 cm ở phía trước thân xe. Vì vậy, một loại vũ khí cũ như BG-7V có rất ít khả năng gây sát thương nghiêm trọng trong một cuộc tấn công trực diện. Phần giáp xe tăng thường sẽ tập trung ở phía trước, đối đối mặt với hỏa lực đối phương trong một cuộc tấn công. Lớp giáp sẽ mỏng hơn ở hai bên và phía sau. Một lính bộ binh chỉ có thể bắn vào phía trước một xe tăng đang lao tới, nhưng người điều khiển UAV FPV có thể cho chiếc máy bay lảng vảng xung quanh và tìm một góc tấn công tốt hơn. Lớp giáp ở bên thân và phía sau của T-72 dày chưa đến 10 cm, đủ mỏng để ngay cả BG-7V cũng có thể xuyên qua. Tuy nhiên, xuyên qua lớp giáp vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là đầu đạn sẽ gây thiệt hại lớn như thế nào khi xâm nhập được vào bên trong vũ khí. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, UAV mang theo đầu đạn BG-7V chưa thể gây ra thiệt hại đủ lớn cho xe tăng Nga. Nhưng điều này đã có sự thay đổi. Theo Forbes, Ukraine đã phát hiện ra yếu điểm của xe tăng Nga là nằm ở khu vực chứa đạn. Xe tăng Nga dễ phát nổ dữ dội khi bị tấn công do hệ thống chứa đạn trên xe không được bảo vệ kỹ. Khi điều này xảy ra, tháp pháo thường bị nổ tung khỏi thân xe tăng. Đây là kết quả của việc Nga sử dụng bộ nạp tự động cho vũ khí chính xe tăng. Thay vì để lính xe tăng lấy và nạp đạn riêng lẻ, đạn được đưa lên nòng tự động. Xe tăng cần ít thành viên tổ lái hơn và có tốc độ bắn cao hơn, nhưng dễ bị phá hủy ngay lập tức. Nắm được yếu điểm này, binh sĩ Ukraine thường điều khiển UAV lao vào khu vực chứa đạn trên xe tăng Nga để kích hoạt một vụ nổ thứ cấp, khiến cho một chiếc xe bọc thép nổ tung. Khu vực này chính là phía sau tháp pháo, nơi có giáp mỏng và chứa nhiều đạn dược. Các diễn biến vừa qua trên chiến trường cho thấy sự nguy hiểm ngày càng gia tăng của UAV trên chiến trường. Xe tăng vẫn được xem là vũ khí quan trọng trong các nỗ lực tấn công và phản công và Nga chắc chắn sẽ có những cải tiến để khắc phục yếu điểm trong tương lai. Tuy nhiên, sự phát triển của UAV cũng không dừng lại và các chiến thuật mới được cho cũng sẽ xuất hiện, nhất là trên những vũ khí có giá rẻ, chỉ vài trăm đô la Mỹ như máy bay không người lái. Việc cải biến và thay đổi sẽ nhanh hơn so với phương tiện bọc thép. Nga phải trả giá đắt dù giành được thành trì Mariinka.
Nga đã kiểm soát Mariinka, một thành phố quan trọng của Ukraine, sau nhiều tháng dồn dập tấn công. Nhưng Nga đã phải trả giá đắt để giành được khu định cư và điều này có thể ảnh hưởng tới chiến thuật của Moscow sau này. Business Insider dẫn lời các chuyên gia nhận định. Ukraine xác nhận rằng lực lượng của họ đã rút về vùng ngoại ô thị trấn để thiết lập các vị trí mới trước các đòn tấn công dồn dập của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao diễn biến này, cho rằng nó sẽ giúp Nga tiến sâu hơn vào Donbass để tạo ra lợi thế chiến lược trong cuộc chiến tiêu hao. Tuy nhiên, các chuyên gia phương Tây cho rằng chiến thắng của Nga ở Mariinka bị hạn chế về mặt chiến lược. Simon Miles, chuyên gia tại trường chính sách công Stanford của Đại học Duke, Mỹ, nhận định. Câu chuyện toàn cảnh liên quan tới Mariinka là về cái giá Nga phải trả cho việc kiểm soát thị trấn, hơn là lợi ích cho việc giành được nó. Ông Miles hoài nghi về việc liệu Nga có đủ sức mạnh để chiến đấu để khai thác chiến thắng ở Mariinka theo hướng có lợi cho họ hay không. Về mặt lý thuyết, mặc dù địa điểm phía đông của Mariinka mang lại cho Nga một chiến thắng chiến lược, thị trấn này có thể đóng vai trò là cửa ngõ dẫn đến thành phố Donetsk. Nhưng những vấn đề về xe tăng và nguồn lực cạn kiệt của Nga sau khi dồn sức giành thị trấn có thể cản trở khả năng tận dụng lợi thế của Moscow, ông Miles nói. Mariinka đã trở thành khu vực giao tranh giữa lực lượng thân Nga và quân đội Ukraine từ năm 2014. Khi chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine vào năm ngoái, Moscow tăng cường các cuộc tấn công vào thị trấn này. Nga dùng hỏa lực tấn công vào Mariinka từ tháng 10 và chịu tổn thất không nhỏ để giành được thành trì kiên cố mà Ukraine tăng cường phòng thủ trong nhiều năm. Cuộc chiến tiêu hao dữ dội đã khiến Mariinka gần như bị tàn phá hoàn toàn. Ông Miles nhận định, một thị trấn bị san phẳng có thể không giúp Nga phát huy lợi thế trước đối phương. Trong khi đó, vị nghiên cứu chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ mô tả việc Nga kiểm soát Mariinka là một chiến thắng hạn chế về mặt chiến thuật. Một khu định cư nhỏ và bị phá hủy hoàn toàn không mang lại cho lực lượng Nga một chỗ đứng hiệu quả có thể đảm bảo tác chiến an toàn để từ đó tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo, ESW nhận định. ESW nhận xét rằng chiến thắng của Nga có thể không mang lại cơ hội để họ đạt được đà tiến lớn trong tương lai, trừ khi nước này có thể cải thiện đáng kể khả năng cơ động nhanh về phía trước bằng xe bọc thép. Đây là điều mà Nga đã gặp khó khăn trong nhiều tháng. Tại nhiều điểm nóng, UAV của Ukraine đang gây khó khăn cho xe tăng Nga trong việc đạt được các đà tiến quyết định trên mặt đất. Theo ESW, nhìn chung kể từ mùa xuân năm nay, Nga chưa thực hiện được các cuộc tấn công có đà tiến nhanh và các trận chiến dai dẳng ở các điểm nóng Donetsk. Trong đó có Mariinka đã khiến lực lượng của Moscow bị suy giảm năng lực tác chiến. Dù Nga đã phòng thủ hiệu quả trước đà phản công của Ukraine, nhưng về mặt bản chất, lực lượng phòng vệ sẽ ít thiệt hại hơn lực lượng tấn công. Nga có thể chấp nhận một cái giá đắt để giành được Mariinka và đổi lại. Họ đã bị suy giảm năng lực chiến đấu, ESW nhận định. Trong khi đó, lực lượng Ukraine vẫn ở ngoài ô Mariinka, nơi họ đang chuẩn bị tuyến phòng thủ xung quanh khu định cư, theo ESW. Ông Miles nói, người Ukraine đã rút lui nhưng vẫn ở gần khu vực lân cận và sẽ làm những gì có thể để cản trở bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga xuất phát từ khu vực đó. Ngoài ra, ESW cho rằng, lực lượng Nga vẫn đang tồn tại vấn đề về tác chiến xe tăng. Ông Miles nói, về cơ bản, Mariinka đã trải qua những cuộc giao tranh tàn khốc, kéo dài và tiêu hao kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu để tiến gần 1 km nhằm giành lấy thị trấn. Đó là cái giá đắt một cách đáng kinh ngạc mà người Nga sẽ tiếp tục phải trả. Nga giành lợi thế khi kiểm soát Mariinka. Trái với nhận định từ chuyên gia phương Tây, giới quan sát Nga cho rằng, Moscow đã đạt được ưu thế lớn trước Ukraine với việc kiểm soát Mariinka. Chuyên gia quân sự Anatoly Matvichuk, một đại tá đã nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Nga, cho biết Mariinka đóng vai trò là khu vực để Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố Donetsk. Điều quan trọng nhất là lực lượng Ukraine đã biến Mariinka thành công sự, có những vị trí khai hỏa pháo tầm xa và pháo phóng loạt để tập kích vào Donetsk. Bây giờ Mariinka đã bị kiểm soát và do đó mối đe dọa đã giảm đi, ông Matvichuk nói. Ngoài ra, theo chuyên gia này, với việc giành được Mariinka, Nga đã nắm quyền kiểm soát một trung tâm đường sắt và đường cao tốc, chưa kể đến việc cắt đứt đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine trong khu vực này. Trong khi đó, tướng Gerory Spark, cựu tư lệnh lực lượng dù Nga, cho biết việc Nga giành được Mariinka có thể gây ảnh hưởng lớn tới tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine, vì đây được xem là một thành trì kiên cố của Kiev trong một thập niên vừa qua. Đại tá về hưu của Nga Rustem Glukov cho rằng việc Nga kiểm soát Mariinka là khởi đầu cho một bước đột phá trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Ukraine trong khu vực này.
sau đó có thể là những đột phá tiếp theo trong các khu vực Atomok, Bakhmut và Avdiivka, Avdiivka. Vũ khí công thủ toàn diện, hàng đầu của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Viện quan sát chỉ ra một trong những vũ khí được xem là hiệu quả nhất của Ukraine trong cuộc chiến trên bộ với Nga, khi chiến sự giữa hai bên đã kéo dài 22 tháng qua. Force nhận định, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất có thể là phương tiện bọc thép hiệu quả nhất của Ukraine trong chiến sự với Nga. Cụ thể, thiết giáp này có thể bảo vệ bộ binh Ukraine khỏi mìn, tên lửa và pháo binh, cũng như tấn công binh sĩ và phương tiện của Nga bằng pháo tự động 25mm nguy hiểm. Theo Force, những chiếc M2 nặng 28 tấn, gồm kiếp lái 3 người đã gây ra nhiều thiệt hại cho Nga nhiều hơn những tổn thất mà Moscow gây ra cho dòng thiết giáp này. Bradley là xe chiến đấu bộ binh do Mỹ phát triển vào những năm 1970 để đối phó với xe chiến đấu bộ binh của Liên Xô. Ngoài khả năng chở binh sĩ và bảo vệ cho bộ binh trên chiến trường, xe bọc thép này còn được coi là một loạt sát thủ diệt tăng. Khi được trang bị hai bệ phóng với 7 tên lửa chống tăng TOW, lớp giáp của Bradley có thể chịu được hỏa lực súng máy hạng nặng đối thủ. Các chuyên gia quân sự nhận định, xe bọc thép M2 Bradley có uy lực và khả năng tác chiến vượt trội so với nhiều dòng xe chiến đấu bộ binh trong biên chế của quân đội Nga và Ukraine. Chuyên gia Mark Gansian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS gọi Bradley là xe tăng hạng nhẹ, giúp tăng cường khả năng chiến đấu trên bộ cho lực lượng Ukraine so với xe bọc thép chở quân M113. Bradley đã chịu đựng được mọi cuộc tập kích. Một binh sĩ thuộc lữ đoàn 47 từng chiến đấu trong cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia cho biết, cuộc phản công tuy không thành công như kỳ vọng, nhưng cho thấy tiềm năng của thiết giáp M2, khi vũ khí này cho thấy sự bền bỉ trong trận chiến khốc liệt hàng đầu giữa Nga và Ukraine. Lữ đoàn 47 đã huy động gần 200 thiết giáp M2 trong trận chiến. Trong 6 tháng phản công, đơn vị này đã mất 31 chiếc M2, 30 chiếc bị phá hủy, 1 chiếc bị thu giữ, trong khi đó khoảng 30 xe bọc thép dòng này bị hư hại. Ukraine đã lường trước mức độ thiệt hại họ phải đối mặt khi phải đối diện với lớp phòng thủ dày đặc của Nga ở hướng Zaporizhia. Tuy nhiên, Ukraine cũng nhận thấy rằng M2 là thiết giáp khá dễ trong việc sửa chữa, trừ khi nó bị cháy hoặc phát nổ tới mức hỏng nghiêm trọng. Những thiệt hại khác là có thể khắc phục một cách hiệu quả. Những chiếc bị phá hủy quá nghiêm trọng có thể được tháo rời ra các linh kiện để tận dụng sửa chữa những chiếc M2 khác. Một ưu điểm của M2 chính là nó chứng tỏ khả năng sống sót cao trong một cuộc chiến đã phá hủy hàng nghìn xe chiến đấu bộ binh kém bền hơn. Ukraine từng đăng các bức ảnh chụp xe Bradley trên Telegram, mô tả rằng đây là thiết giáp này đã sống sót sau cú đánh trực diện bằng hỏa lực của lực lượng Nga. Chỉ có một người trong kiếp điều khiển bị thương nhẹ. Ukraine cho rằng đây là ví dụ cho thấy khả năng sống sót vượt trội trong chiến đấu mà nhà sản xuất Bradley hứa hẹn, không phải là lời nói suông. Bradley giúp bảo vệ được điều quý giá nhất là mạng sống của các quân nhân. Vào tháng 1, Mỹ đã bắt đầu chuyển những thiết giáp Bradley đầu tiên tới Ukraine sau khi cam kết viện trợ cho Kiev hàng trăm phương tiện bọc thép. Theo giới quan sát, xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley là một vũ khí hết sức cần thiết nếu Ukraine muốn tiếp tục đẩy mạnh phản công trong tương lai. Đây là loại xe bọc thép đáp ứng hai yêu cầu, đó là có thể di chuyển binh sĩ trên chiến trường một cách an toàn trước hỏa lực hạng nhẹ của đối phương. Ngoài ra, xe chiến đấu bộ binh này cũng được trang bị một số vũ khí hạng nặng như pháo, tên lửa chống tăng hay súng máy có điều khiển để tăng cường hỏa lực trên chiến trường. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng đã điểm khá nhiều điểm nóng trên thế giới lúc này rồi. Hy vọng rằng những phần cập nhật thông tin của chúng tôi đã giúp quý vị có được cái nhìn toàn cảnh về tiêu điểm thế giới. Bây giờ thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình. Thế giới tiêu điểm xin chào và hẹn gặp lại.